Phạm Thâu Vlog kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất đến từ Phạm Thâu nhé. Thank you.
Yêu thương, cầu nguyện và giúp đỡ, dạy dỗ
hướng dẫn để tất cả tiếp tha thánh tội lỗi, tất cả tiếp từ bỏ tính mê lên sâu trong buổi thanh để trở về với Chúa, chúng thánh thiện đạo đức các ban đoàn kết thương yêu nhau, tuyệt đối nước đẽ để sống xứng đáng qua tay của Chúa để sống đời đời. Hôm nay trong buổi thai thánh này, chúng ta xin Chúa ở chúng ta, xin Chúa ban ơn giúp chúng ta để chúng ta biết yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương, yêu thương sống nhân từ, sống thương xót, sống tha thứ, không phê bình, lên án, chỉ trích người khác, mà luôn biết cầu nguyện, yêu thương, giúp đỡ mọi người với những hành động là cầu lỗi, hướng dẫn họ, giúp họ trở thành nhà chính trực may, giúp họ sống thánh thiện, đạo đức, giúp họ sinh tồn, giúp đỡ để được sống và được sống đời đời. Amen. Từ ngày mai thứ hai cho đến thứ sáu là lễ sáng, lễ sáng và các buổi tối thì đi giả tội và tội người lễ các sư các họ vân vân, ví dụ như ngày mai tối nay tối ngày kia là giáo sư Bình Sơn, tối tư quân trạng, tối năm bác trạng, tối sáu quân bộ. Hồi thánh luôn nhắc nhở con cái mình hãy hòa giải với
Thank you.
Còn mình đã hoàn thành thi hoa
hồn mà chúng đã bỏ ra khỏi đời là đời quỷ thú. Cho nên những kẻ đã chết như con thú thì cũng được sống làm như người. Trên con đường nhân đang chỉ lan chúng tôi đang an định trong những niềm vọng vọng và mọi người trong những các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ và thân bằng chân của chúng tôi đã đi chậm trong tầng thôn của chúng tôi trên chơi trong được vào được cảnh thân con em thôi chúng tôi ở chân thôi nên có tất cả chúng tôi cho chúng tôi được đồng được từ phẩm trời đời cùng với đức chúa trên thôn a di đà nhà dân thôi thánh tu ra toàn dân năm đức trên nữ các chúng con đồ và toàn thể các con ra sống nhà lòng chúa quay ngoài trời đời và cùng với các bà chúng con được quay ngoài là con quê chúng tôi nhờ được đây chúng kia lo con Thank you.
Phạm Thâu xin chân thành cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi hết video này. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho mọi người được bình an. Xin mời quý cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh like video và chia sẻ để lan tỏa cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại.